Phật độ toàn năng toàn giác, sinh trong trần những tháng người trần, xem qua cuộc thế chuyển dần, cảm thương muôn loại chịu phần mà đau thương. Người tha thiết tìm phương cứu chữa, đều tự đem mình niệm thừa pháp môn, dân đồng vào chốn núi non, bỏ địa điện mong đầu son ngay vàng. Tình phụ tử đứng nghe bánh tiện, nghĩa phụ tê đoạn tiền trên trường, vượt qua tấm thánh thương thường, ai nghiêng trang ở con đường đồ xanh. Tôi sơ thời đã đành mà khổ nhọc, bạn lê chân mấy năm ta đưa, cao đáng dạ anh. À, để em chụp em gửi qua cho. Về ha, chụp hay không quay qua đi, chụp tiền quay qua đi. Rồi. Rồi rồi nó trời ơi cái này nhỏ hơn. Kiếm điện chứ mạnh, kiếm điện vô có gì nữa. Đậu đây, đậu đây con đậu công an được rồi, đứng đi lên được rồi, con nhảy vô. Bà cũng ăn gì bà? Cái này xưa phải đọc lo chứ còn đọc nhỏ mình đâu có nghe đâu. Không nghe nổi.
đến xã Tân Hòa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm lễ an vị Đức Tổ phụ Thích Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hưởng mong ơn trên mười phương chư Phật có quan chứng minh cho ngài Phật tử giúp con đã cúng dường kẻ công người của tạo lập nên cảnh Đức Phật thuyết pháp đầu tiên cho năm vị tôn giả Triều Trần Như. Nguyện đem công đức này mà hồi hướng cho ngàn Phật tử đã cúng dường tạo tượng lập cảnh. Nguyện đem công đức này mà hồi hướng cầu an cho ngàn Phật tử đã cúng dường tạo tượng lập cảnh. Lê Ngọc Thanh, thọ Tam Quy, giới pháp danh Tài Minh, 40 tuổi, Nguyễn Thị Yến Anh, 61 tuổi, Nguyễn Văn Hoàng Nhẫn, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Hữu, 30 tuổi, Bùi Thị Hương, tuổi Dậu, 51 tuổi, Nguyễn Văn Tiền, tuổi Ngọ, 54 tuổi, Võ Thiếu Nhi, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Thông, 71 tuổi, Võ Quốc Thắng, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Hùng, 42 tuổi, Quỳnh Kim Ngân, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Thức, 30 tuổi, Phạm Thế Điền, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Thức, tuổi Thân, Võ Quốc Dũng, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Hòa, tuổi Hợi, 38 tuổi, Võ Quốc Tài, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Hiếu, sinh năm Kỷ Tỵ, 32 tuổi, Tăng Thị Chính, họ Tam Quy, giới pháp danh Thiên Thức, tuổi Tỵ, 68 tuổi. Ngưỡng mong ơn trên mười phương chư Phật khai ân phóng quang chứng minh cho từ bi gia trợ hộ trì cho hàng Phật tử chúng con được tai qua ngàn khỏi gặp nhiều duyên mai, làm ăn trong cuộc sống luôn tốt đẹp, tật bệnh tết tiêu trừ, thiện căn được tăng trưởng, và hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương thân tâm an lạc kiên cố bồ đề tâm. Xin ơn trên mười phương chư Phật quan hệ chứng minh năm mộ Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Dân hương giới hương định hương dư huệ hương dạy đoan dạy đoan trì kiến hương quang minh vân đại biện pháp giới cung dường tam bảo thăm mười phương trần gian biến đạo tu hành nhờ đèn trí huệ quang minh mắt soi đường lễ pháp kính lại pháp là vương dạy đi con, ngồi đây là con, quỳ đi con. Tám mươi cánh đèn
đài đăng đủ phép huyền kinh, tám trăm vàng giờ chúng sanh, tám dương ca ngợi công trình thế tôn, trong ba cõi cũng còn sanh vị đức quang minh soi đường. Với pháp danh Thiên Hữu 30 tuổi Bùi Thị Khương, tuổi Dậu 51 tuổi Nguyễn Văn Tiền, tuổi Ngọ 54 tuổi Võ Thiếu Nhi thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Không 71 tuổi Võ Quốc Thắng thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Hùng 42 tuổi Quỳnh Kim Ngân thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Tức 30 tuổi Phạm Thế Nghiền thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Thức tuổi Thân Võ Quốc Dũng thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Hòa tuổi Hợi 38 tuổi Võ Quốc Tài thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Hiếu nam sinh năm Kỷ Tỵ 32 tuổi Tăng Thị Chính thọ Tam Quy. Với pháp danh Thiên Thức tuổi Tỵ 68 tuổi. Ngưỡng mong ơn trên mười phương chư Phật khai ân phóng quang chứng minh và từ bi gia trợ hộ trì cho hàng Phật từ chúng con được tai qua nạn khỏi gặp nhiều duyên may, làm ăn trong cuộc sống luôn luôn tốt đẹp, tật bệnh tết tiêu trừ, thiện căn được tăng trưởng và hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương thân tâm thường an lạc kiên cố bồ đề tâm. Xin nâng trên mười phương chư Phật quan hệ chứng minh nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Vô mình vô chụp hình với sư tắm đi. Thôi quay chụp hình cảnh là mẹ vô mẹ ăn lọc rồi vô luôn. Mạnh bỏ ra Mạnh. Mẹ ra chụp cho sư với anh Dũng đi mẹ. Rồi. Để nó đi. Để anh bàn đó. Rồi vô đi. Con qua đây con đừng đứng ở chỗ sư che chỗ cái lư hương không đẹp, qua bên mình bà Tám nè. Ờ đứng trước chú Mạnh nè, đứng trước chú Mạnh kìa. Rồi nha. Rồi chụp nha. 1 2 3. Cái nữa rồi. Rồi ok. Sư ăn ảnh quá, chụp hình sư ăn ảnh quá. Sư ăn ảnh quá. Ok,
Rồi. Tám vô chụp hình với sư ghé tám. Rồi. Ok. Không cho cô ba chụp đen bôi. Rồi chắp tay chân nghiêm đi. Rồi, ok. Okay.